Chào mọi người nha. Thì hôm nay anh em tôi lại tiếp tục nướng cá, nhưng mà kỳ này là cá lóc đồng. Đây anh em tôi đi câu đêm được 3 con nè. 1 con, 2 con, 3 con đó. Giờ anh em tôi sẵn ở ngoài làm tre thì chặt cây tre về để chút sự ghim vô nướng. Rồi, ok vậy nha. Đi chặt cây đi. Gì vậy? Làm gì? Thì giờ anh em tôi chặt tre. Ui. Bởi ta kia ta nói nướng tối nó khổ. Tre tôi định đi học về là nướng luôn, nhưng mà đi đi học về là đi câu với bạn luôn. Mà thằng này đi làm, tôi thì ngồi nét rồi. Thôi chặt đi. Cây này là vừa xỏ luôn nha. Ừ. Vừa ba con luôn. Ha. Không vừa đâu. Ừ. Hai con đó. Rồi mình còn để gác, chừa gác luôn nặng nọ. Gác gì cầm những lén được. Thấy cầm thấy gác. Thêm á, chặt thêm cành nữa tí. Thì chặt thêm cây nữa thôi. Cây này cái nữa. Dự phòng nhé. Sẽ phải lời. Cây này mà xỏ hai con à? Cây này xỏ hai con hả? Cây này hai con thôi. Ừ. Chặt thêm cây nữa nếu mà lấy chi thêm cây nữa. Hay mã. Ừ. Giờ anh em tôi bừa tiếp cành nữa. Rồi vậy xong rồi đó. Gọn lẹ. Thôi để dài luôn. Ừ, dài cái gì đây. Chuyện hao. Giờ anh em tôi bắt đầu đi nướng cá. Nướng luôn con cá sau lưng nó luôn. Nguyên cá chép nướng luôn. Đi. Bây giờ anh em tôi đang vô nhà của ông của cô Tiến. Nhà ông cô Tiến không có ai hết. Anh em tôi thì nhà cũng gần suối, anh em vừa đi về thì ghé đây chỗ gần nướng luôn. Có thì rồi tới rồi nè. Đây. Chỗ này là chỗ cũ mà hôm tôi nướng gà đó. Đây, nhà đây. Rồi, không có ai hết, thoải mái nữa. Bây giờ lột tỏi ra nha mọi người. Chút là dăm, băm, cái gì ta? Đâm nó. Đâm nó. Đâm cho nó nát ra, nhuyễn ra. Xong rồi ớt thì đây. Ớt thì nướng sơ qua tí cho nó thơm. Xong bỏ vô đâm luôn. Xong rồi đây. Thêm một tí cái sốt ướp thịt nướng này, này ngoài chợ chắc có bán, ngoài chợ bán đầy đó. Đó thì cho một ít này với một ít dầu ăn. Rồi, bỏ cá vô, khứa cá ra, bỏ trộn lên cá. Rồi để nó thấm khoảng 30 phút gì đó là bắt đầu là nướng. Dạ. Nha. Rồi. Giờ băm ra trước luôn tí. Băm ra. Đâm ra. Rồi giờ thì đâm ra nha. Đi chạy rồi, sao chạy không? Đó. Đâm mày đâm cái nào? Gì? Tỏi mày đâm cái nào? Em biết. Chắc cái nhà. Đâm đi. Nhuyễn ra nha mọi người ơi. Nhỏ thôi. Đó thì bây giờ tỏi nhuyễn vậy rồi nha. Bây giờ nướng ớt. Mọi người lưu ý nướng ớt thì phải rạch hoặc là đâm cho nó một hai lỗ gì đó nha, không nướng một trái luôn nó nổ á. Nổ mà xui cái hạt ớt vô con mắt thì mệt nữa. Khổ lắm. Đó. Giờ bạn tôi nướng ớt thì nướng ớt một chút à. Xong rồi thì bỏ vô đây. Đó, cứ vậy nha. Nướng này đi. Đó. Giờ bạn tôi nướng thì tôi ngồi đây tôi chơi vậy. Ngon, tươi xanh. Sơ sơ ha. Đây dầu dầu. Dầu ăn nhiên liệu cần. Đó, rồi đây. Nha. Lấy nét cái coi. Đó.
thì nướng chút thôi. Đây nè, một trái xong rồi nè, còn hai trái nữa. Rồi nóng mày để xuống. Rồi hai trái, còn trái kia đem vô sau thôi. Tưởng cho nó hết bụi của nó nha. Rồi đổ than, bể cái đấy, cái này cái cùi rồi. Rồi bây giờ bỏ ớt vô nha. Ớt thơm. Dầm nhuyễn hơn. Đến tỏi. Trộn vô. Ôi trời, cứng như mày. Ừ, tao kiếm mấy cái cứng. Đó. Trời ơi. Rồi rồi. Đây. Ê, bên đây có dính không ạ? Không. Bây giờ cho một ít này vô nha. Từ trộn lên cái đã. Ok. Đây. Đó. Xảo đều nha. Đây, trắng bóng mày. Trắng bóng, trắng bóng, trắng bóng. Rồi, tôi dính luôn rồi. Đây, dầu ăn. Rồi, vừa vừa dữ cơ. Đó. Vậy nha bà con, thì là ok, đủ đủ ba con ta. Đủ ba con không? Đủ ba con. Ê, chắc thêm miếng này nữa mày. Miếng thêm thêm thôi, vừa vừa mặn không? Không rồi, rồi, rồi 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 không ớt vừa đủ rồi. Rồi giờ thì rồi trộn cá vô. Cá cá sổ cá tiếng ơi. Từ từ dọn cá sạch sẽ đi đó nha. Cá muối thịt cũng được. Giờ rửa cây, rửa cây xong xỏ cá đó. Đây à, cầm đây coi, quay quay con cá nè. Này cái ấy đi mày, sao mày xoắn vậy? Ở đây không biết có chỗ nào có cua đồng đấy. Cua đồng hả? Ừ. Cua đồng có chứ. Nè, anh em đi săn bữa rồi. Xỏ. Ừ, xỏ. Người xỏ hay chừng nó lủng nha. Lủng gì? Xỏ không lủng sao xỏ mày? Trời, lủng đuôi. Xỏ phải lủng chứ. Được chưa? Ừ. Con vừa chứ. Hả? Hai con vừa chứ. Vừa. Hả? Một bé mini à. À nhỏ quá sao xỏ đây nè. Xỏ xỏ được chứ. Ấy chưa. Mày bị cái ấy đi ướp. Ấy vô, ừ. Rách mẹ nè. Kệ nó. Rồi, vô. Ừ mày, cầm ấy. Sao cầm? Rồi. Đem lên. Cầm cá mà không nghe mùi cá. Ừ, bây giờ mọi người khứa cá ra. Dăm người nữa.
Cá trơn lắm. Xéo á. Ừ. Xéo cái chân dễ ha. Ừ. Rồi. Chốc dãy luôn à. Vậy đó. Rồi. Trên này cá nữa. Con này khỏi sợ, khỏi ấy đi. Khỏi thì được. Không muốn tạnh nó còn khứa mày. Thôi khứa chi. Khứa nó đi luôn. Rồi. Dù gì giờ nó cũng đi rồi. Con này sao cắt nữa. Cắt lớp nhỏ xíu thôi, hơi đâm nó. Ấy luôn rồi nè. Ừ, vậy đó. Rồi, nhỏ rồi. Rồi. Rớt ra luôn rồi nè. Gì? Rớt không nữa, chút cũng thúc lại à. Thôi. Rồi, ấy nước vô tiếng ơi. Ấy ấy ướp vô. Để tôi ướp vô. Rồi, giờ là tắm đồ ướp lên nha, xong rồi chờ 30 phút. Than bây giờ đang nóng lắm à. Nóng hổi luôn á. Đó. Không biết nay mấy anh chị em thi học kỳ sao à. Không biết lên hay ở lại. Nghỉ hè chưa? Rồi, nghỉ rồi. Liên hoan chưa? Liên hoan rồi. Liên hoan, liên hoan ít mà gặp bà Liên Nét thì nhiều. Liên hoan kẹo bánh hay là ra tiệm? Hả? Liên hoan ở trong lớp hay là ở ngoài? Đi ăn mì cay xong ly trà sữa xong về. Có cô không? Mạnh ai nãy giờ tụi tao đi bơi bơi xong nhà Mạnh nào đó có nét cắm nét rồi. Đông mà gặp trường nét rồi thôi khỏi nói. Nét. Trường nét mẹ. Ừ. Thì ăn đủ má ngồi ngơ ngơ ngu ngu. Con này muốn rớt rồi. Ừ. Tại nhỏ quá cây nó bự quá sỏ ra nó tách tét. Ừ. Mà làm dư luôn thôi. Dư quá trời luôn. Này mà có thịt á. Ừ. Trộn lên. Thì chờ khoảng 30 phút nha mọi người. Xong rồi nó thấm cái gia vị đầu đó thì mình chét lên thêm lần thứ hai nữa là bắt đầu đem ra nướng. Rồi được 30 phút rồi, giờ anh em tôi quét thêm lần hai rồi bắt đầu đem ra nướng luôn. Đó. Yeah, come on baby. Ok man. Cái đầu con cá này chưa có gì hết nữa. Từ cái con chép cái này xong. Rồi đó. Ok. À. Ok rồi, rồi. Đây. Thang được mà. Cây gì mày chống ngang quá thôi. Lấy củ cải cát cho tao cá. Giờ lên đây coi. Nãy giờ cũ tiếp à. Cắt cho nó cao cao một tí. Cao cái này thôi. Cột nó được rồi. Rồi. Đem mấy bếp pin lên. Chúc mấy em lên sàn ngon miệng. Đấy, ôi giời. Con cá này nó bị ấy. Như con này là ngon rồi. Ừ. Nó thẳng. Cái... Ok chưa? Rồi. Quá đã, quá đẹp mắt. Thơm. Sống thơm. Thơm phức luôn, sống thơm em. Con nhỏ này quay không được. Trời ơi. Thơm quá thơm luôn à. Đẹp không? Đấy. Tầm 30 phút à. Tầm 30 phút á. Quay cho nó rút rút lại tí để hồi lâu lâu quay lại. Ừ.
mình khứa khứa vậy thôi nó cũng thấm vô thịt đều rồi. Nhìn đẹp bắt không mọi người, câu cá giờ là bụp liền rồi, còn gì bằng đó. Rồi để vậy đi. Chắc tầm 10 phút nữa là anh em tôi mang lên xử lý. Mà có điều là sợ giờ cá nó sức rồi. Ây da. Ok nè, ok hết rồi nè. Khúc trên này, cái này đen luôn rồi nè. Con này cho lên dễ luôn đi. Con này giữ bụng nó tí đi tí. Ừ. Vậy giờ được. Ừ. Cứ chở lên. Ừ. 10 phút nữa. Căng. 5. Còn đây thì giờ anh em tôi mang lên nha. Thơm phức nha. Cứ để mấy cái này đen đen. Ôi, cạo ra ăn vẫn được. Gì? À. Gì? Sao sao được? Đũa. Mini. Siêu mini. Rồi, đem lên. Cũng thức thôi. Chết. Con nhỏ này. Rồi. Ok. Đó. Ui giời. Cái này còn gì bằng ta? Giờ ăn thôi Tiến. Cái gì vậy? Ăn. Ủa chứ nha. Ngon đi ơi. Rất dữ nè. Này có phải chấm không? Thử tiếp nữa. Người đang thử nha. Thơm thơm. Nếu không thơm luôn. Mắt mùi luôn. Hôm nay em tôi cũng giới thiệu và miếng sao là bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký và ấn chuông kênh ủng hộ kênh nha. Bye bye mọi người.